Nghệ thuật là công cụ để người nghệ sĩ bộc lộ mình. Sự sáng tạo và sự nguyên bản. Cảm xúc. Xúc cảm. Thích nó từ bé. Duyên và nợ. Định mệnh. Vì yêu. Trừu tượng biểu hiện. Ra đường phố. Viết. Hiện thực. Đồng hiện. Biểu hiện. Nửa thực nửa hư. Màu đen. Xanh lá cây. Đỏ. Đen trắng. Ga mùa nóng. Tất cả các màu. Chân lụa này. Sơn dầu. Màu nước. Sơn mài. Những cái đường nét mềm mại, đường cong và chi tiết. Đường lai, đường thẳng. Dích dắt. Trạng thái thay đổi của màu sắc. Khỏe khoắn. Đam mê, bản lĩnh và uy tín. Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Lunet Art đến với chương trình trò chuyện nghệ thuật số thứ 2, nghệ thuật đắt vì đâu. Trong cuốn tạp chí của Lunet Art, chân dung người nghệ sĩ, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo có một bài viết tác phẩm nghệ thuật và người nghệ sĩ. Lunet Art có nhận định như sau: mỗi tác phẩm nghệ thuật là một thực thể sống độc lập. Mỗi tác phẩm nghệ thuật đích thực được sinh ra bởi một nghệ sĩ đích thực. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với những người nghệ sĩ đích thực để tìm hiểu những tác phẩm đích thực được sinh ra như thế nào, bên cạnh những cái câu chuyện bếp núc của người nghệ sĩ, những trăn trở, những khó khăn của người nghệ sĩ. Chúng ta sẽ được gặp gỡ hai họa sĩ sáng tạo trên hai chất liệu khác nhau với cái sự chủ đạo của các anh, đấy là họa sĩ Nguyễn Huy Hoàng, họa sĩ Đỗ Minh Tâm. Họa sĩ Đỗ Minh Tâm là một trong những họa sĩ tiên phong về trường phái trừu tượng của miền Bắc Việt Nam. Nhà phê bình nghệ thuật Nguyễn Quân nhận định, nếu hội họa trừu tượng đã có lịch sử 2/3 thế kỷ ở Việt Nam, thì trong 20 năm bùng nổ gần đây, sáng tác của Đỗ Minh Tâm là một đóng góp đáng kể. Anh đã đạt được nhiều giải thưởng lớn ở trong và ngoài nước, như giải thưởng mỹ thuật ASEAN và giải thưởng triển lãm mỹ thuật toàn quốc. Họa sĩ Đỗ Minh Tâm là thành viên của Phái đoàn Châu Á-Thái Bình Dương trong diễn đàn quốc tế trước triển lãm tam niên nghệ thuật đương đại Châu Á-Thái Bình Dương ATP lần thứ 2 vào năm 1996. Tác phẩm của Đỗ Minh Tâm được trưng bày và sưu tập tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Quốc gia Singapore, Bảo tàng Đại học Edith Cowan Australia cùng nhiều sưu tập tư nhân trong nước và quốc tế. Các tác phẩm của họa sĩ Đỗ Minh Tâm đã có mặt ở khắp các bảo tàng quốc gia trên thế giới, như Australia, Thái Lan, Belgium, Nhật Bản. Song song với nghề cầm cọ, Đỗ Minh Tâm còn là một nhà giáo. Anh có 30 năm làm thầy dạy vẽ, từng giữ cương vị trưởng khoa hội họa của trường Mỹ thuật Việt Nam. Tranh trừu tượng được vẽ bằng cảm giác, cảm nhận về các sự vật, hiện tượng của người họa sĩ. Cảm giác đó có lúc đến lúc không, nó thay đổi không có quy luật nào. Người vẽ là một người nghệ sĩ nắm bắt được ánh nhìn và cái hồn của dòng cảm hứng. Tôi không giống như một số người vẽ cái phong cách trừu tượng là tìm cái sự ngẫu nhiên. Tôi cũng triển khai từ những cái hiện thực cuộc sống, từ những cái mà mình từng trải, cảm xúc, trạng thái mà mình đi qua. Và chính khi mình thể hiện cái trạng thái, cảm xúc đấy thì nó làm cho tranh của mình nó phong phú hơn. Rất muốn được sự chia sẻ của các anh với lại cộng đồng yêu nghệ thuật. Anh có thể chia sẻ đôi chút những cái quá trình sáng tạo của anh từ khi anh bước vào nghệ thuật đến giờ không ạ? Tôi cũng may mắn là tôi được tiếp xúc với nghệ thuật từ hồi tôi rất còn trẻ. Lúc bắt đầu thì tôi có ảnh hưởng chủ nghĩa siêu thực, vẽ những cái cảnh nó u buồn của thành phố, của chùa chiền, rồi của những con người. Khi những cái năm 90 thì tôi dần dần chuyển sang trừu tượng. Tôi tiếp cận với nhiều cách, từ ngôn ngữ cổ, từ phong cách siêu thực đầu tiên và những cái tinh thần của đình chùa, và tôi tạo ra được một cái cảm xúc của mình trong những cái câu chuyện mà mình đã từng trải. Và chính vì thế tôi đi cái con đường cái chủ nghĩa trừu tượng để mình thể hiện một cái tình cảm của mình cũng như một trạng thái của mình. Và tôi muốn là tôi vẽ những cái tôi cảm thấy, chứ tôi không muốn vẽ những cái tôi nhìn thấy. Quan trọng nhất trong cuộc sống mà cái mà sáng tạo ấy, đấy là mình phải tập yêu mình phải hiểu mình là ai. Và chính hội họa đến với tôi là tôi cũng muốn yêu chính bản thân mình
Tôi đến với sơn mài là hơn 20 năm nay rồi. Và hơn 20 năm nay là chỉ chuyên tâm với chất liệu sơn mài. Trước đấy vẽ rất nhiều chất liệu, vẽ lụa, vẽ sơn dầu, rồi thậm chí vẽ cả bột màu. Thế nhưng khi đến với sơn mài thì mình mới thấy rằng là từ trước giờ cái chất liệu mà mình phù hợp nhất thì đấy chính là sơn mài. Tôi cũng giống như anh Tâm, không vẽ những cái thứ mà mắt mình nhìn thấy, mà vẽ những cái trong tâm tưởng mình nghĩ đến. Mình nghĩ đến một cái thứ nó ngồn ngộn trong đầu, nó rất nhiều thứ nó lộn xộn ở trong đầu. Làm sao mà có một cái ngôn ngữ nào để mà có thể truyền tải hết được ra. Thì cuối cùng tìm đến với đồng hiện và biểu hiện. Hai cái đó nó phối hợp với nhau thì nó có thể giúp mình để đẩy hết những cái ở trong đầu mình. Cho nên là hơn 20 năm nay làm sơn mài, mình cảm thấy rằng là thời gian hoàn toàn là gì rất là có ý nghĩa. Bởi vì là gì mình dồn hết tâm sức vào và mình làm. Và mình thấy rằng là gì sơn mài đem lại, nó lại hỗ trợ mình, nó nâng đỡ tâm hồn mình. Họa sĩ Nguyễn Huy Hoàng là một trong những người đầu tiên mang vẻ đẹp của giống tranh sơn mài khổ lớn từ Việt Nam ra thế giới. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh đã giành được nhiều thành tựu, có thể kể đến những giải thưởng lớn mang tầm quốc tế như Giải thưởng Mỹ thuật ASEAN, Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam ASEAN. Ngoài ra, anh cũng nhận nhiều giải thưởng quốc gia như Giải thưởng khu vực 1 của Hội Mỹ thuật Việt Nam và Huy chương bạc triển lãm mỹ thuật toàn quốc. Các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Huy Hoàng đã được nhà nước Việt Nam và các bảo tàng quốc gia trên thế giới mang đi triển lãm vòng quanh các châu lục. Điển hình là ở Kuala Lumpur, Malaysia, Bắc Kinh, Trung Quốc, Berlin, Đức, Paris, Pháp. Cùng nhìn lại triển lãm Thánh Địa, được đánh giá là cuộc triển lãm có 102, triển lãm một tác phẩm duy nhất, hay đúng hơn là một bộ tác phẩm với 11 bức tranh sơn mài khổ lớn, quy mô, đồ sộ và không thể tách rời. Anh đã dành gần 10 năm, một khoảng thời gian không hề nhỏ trong cuộc đời một con người, chỉ để hoàn thành tác phẩm với một cảm xúc trọn vẹn mà anh đã chia sẻ với Lunet Art. Tôi dành ra 8-9 năm để hoàn thành tác phẩm này, như một lời tri ân với một dân tộc. Toàn bộ dữ liệu về một nền văn hóa rực rỡ của dân tộc Chăm được anh tái hiện lại trên bộ tác phẩm đã gây choáng ngợp, ấn tượng không chỉ với những người yêu thích hội họa mà cả những người trong nghề. Sơn mài Việt Nam sẽ trở thành một cái nơi thế giới phải đến nghiên cứu, thế hội họa thế giới phải về Việt Nam mà nghiên cứu của tranh sơn mài. Thì Huy Hoàng là nó bắt đầu tìm ra được cái chất đó. Tranh của họa sĩ Nguyễn Huy Hoàng mang hồn dân tộc. Có người ví mỗi tác phẩm của anh như một đĩa nén chứa nhiều thông tin, trong đó có sự đan xen của nhiều không gian tráng lệ, màu sắc chuyển động êm ái nhưng không kém phần rực rỡ. Qua mỗi bức tranh, người xem có thể cảm nhận những câu chuyện, những màu sắc văn hóa riêng, âm hưởng giữa quá khứ và hiện tại. Từ căn gác nhỏ trong lòng phố cổ, các tác phẩm to lớn của họa sĩ Nguyễn Huy Hoàng đã ra đời. Có những tác phẩm lên tới 6-7 mét, những bức tường dường như quá chật chội so với các tác phẩm của anh. Nhưng những khó khăn chưa bao giờ làm anh chùn bước, anh vẫn cần mẫn làm việc hàng ngày, một mình không một người giúp đỡ. Trong suốt hơn 20 năm, các tác phẩm ra đời làm ngưỡng mộ bao người và ghi dấu cho nền nghệ thuật Việt trên trường quốc tế. Cả hai nghệ sĩ của chúng ta đều là những người rất là có năng lượng rất là lớn. Các anh truyền cái năng lượng của bản thân mình trong tác phẩm. Và anh Hoàng cũng có chia sẻ rằng là anh không cần phải đi du lịch. Bởi vì sao? Vì tự là du lịch ở trong tự anh. Du lịch ở trong anh. Cả thế giới là ở trong anh. Vừa rồi tôi có cái triển lãm cá nhân lần thứ 8. Và tôi cũng giới thiệu cũng có một số cả những cái tranh cũ và đa số là tranh mới. Đấy, nhưng mà lần này thì tôi chuẩn bị nó kỹ hơn và nó tương đối rộng hơn. Để mình được trình bày cũng như là mình thể hiện cái cảm xúc của mình cũng như là cũng chào mừng cho một cái năm đầu tiên khi mình rời nhiệm sở về hưu
và chính là cái điều mà tôi cũng tâm đắc. Với cái triển lãm của Tâm, mình có đến, mình có xem, mình cảm thấy rất là thích. Cái đập vào mắt người ta đầu tiên là cái cảm xúc, nhưng mà trong đó nó lại có những cái sự chắc chắn, có những cái bố cục nó thay đổi. Sơn mài của tôi ấy, nó phải có cái tư duy ngay từ ban đầu. Cho nên là gì, cái công đoạn làm hình rất quan trọng. Phải hình dung ra, thậm chí là gì, hình dung ra gần đủ, đầy đủ cái tranh sắp tới mình sẽ thế thành hình nó như thế nào. Thế còn bản thân của ông, trong quá trình ông làm, ông vẽ trừu tượng ấy, thì cái dẫn dắt của nó là như thế nào? Nó có phải là một cái hình dung ban đầu hay là cái gì, trong quá trình làm tự mình thăng hoa và nó sẽ dẫn dắt mình đi? Tôi hiểu câu hỏi của Hoàng. Một cái điều quan trọng nhất trong một tác phẩm, đấy là trạng thái của bức tranh. Có rất nhiều người mà họ không lý giải được cái trạng thái đấy, là họ vẽ theo một thói quen. Nếu như mà người ta lệch cái thói quen đấy thì người ta sẽ rất lung tung. Và nếu như anh muốn vẽ khác được, muốn thay đổi được thì anh phải thay đổi trạng thái. Vậy thì khi anh muốn thay đổi trạng thái, anh phải thay đổi bố cục, anh thay đổi kỹ năng vẽ, anh thay đổi một cái ngôn ngữ như màu sắc này, đường hình khối này, đường nét này, nhịp điệu này, bố cục này, rồi cảm nhận này, tổng hòa chất cảm về mặt hình thức. Mà hình thức thì mình muốn thay đổi cái đấy thì mình phải tạo ra một trạng thái. Có rất nhiều cách. Một là anh định hình một cái tác phẩm mà anh định vẽ. Có thể là bởi sơn mài nó khó ở chỗ là anh bắt buộc trong, anh phải lấy từ trong ra trong. Đấy thì anh phải sắp đặt nó rất rõ trước đó. Nhưng bọn tôi nghĩ rằng cái chất liệu sơn dầu nó có một cái rất hay là nó có tính ngẫu hứng rất cao. Có thể là khi mình vẽ thì cái quá trình đấy mình lại đuổi theo đuổi nó dẫn dắt mình. Hai là mình có một cái sự mường tượng. Khi họa sĩ khó nhất đấy chính là cái thời điểm họ quyết định họ xong bức tranh đấy. Bởi vì có khi mình vẽ đẹp rồi, sau mình vượt qua cái đẹp thì lại trở thành cái xấu. Là chuyện rất bình thường. Hãy nhìn cái đẹp bằng những cái trạng thái mình muốn. Khi mà mình đã đạt được cái trạng thái mình muốn rồi, tức là cái chỗ đấy nó tiệm cận với cái mình phải dừng cái tranh đấy. Tâm vừa nói đến cái trạng thái thì theo tôi nghĩ thì là sơn dầu nó là cái sự hỗ trợ trạng thái một cách tốt nhất và kịp thời nhất với cái thăng hoa của cảm xúc của nghệ sĩ. Thế như sơn mài chúng tôi cũng có trạng thái. Chúng tôi có một cái trạng thái dài, mà cái trạng thái đấy nó lại theo các cái đồ thị như thế này. Có những giai đoạn nó hưng phấn từ ban đầu. Nói chung là trước khi mình đến với một cái tấm vóc, mình tư duy trong một bức tranh, thì bao giờ mình cũng có cái sự hưng phấn lắm. Mình cứ hăm hở như là mình sắp sửa mình lên đường. Thế nhưng trong quá trình làm nó cứ dài lâu, nó cứ lê thê, nó cứ dài như thế. Nó sẽ cho mình những cái trải về mặt cảm xúc rất là nhiều. Thậm chí có những lúc chán nản. Từ cái hăm hở ban đầu nó sẽ có những cái lúc mà cảm thấy chán nản, không xử lý được. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó dài lâu này. Tất nhiên là bọn tôi vẽ thì cứ bước vào phòng vẽ là luôn luôn có cảm xúc. Và gì, thậm chí là khi mài có cảm xúc, khi vẽ có cảm xúc, khi rắc bạc có cảm xúc, khi dán vàng cũng có cảm xúc. Nhưng cái xử lý của nó có những cái kỹ thuật mà khi trong quá trình mình làm, mình cảm thấy nó gây áp lực cho mình. Có những lúc mình làm chủ, nhưng có lúc nó lại áp lực ngược lại với mình và mình cảm thấy không khắc phục nổi. Có, đó là những cái lúc mà thậm chí có nhiều ngày mình cảm thấy bế tắc. Thế nhưng phải mầy mò lại, phải tìm để mà khắc phục. Có những tranh không kết thúc thì không bàn, nhưng đã kết thúc thì thường là có hậu. Bởi vì mình cảm nhận thấy là nó phải hoàn toàn đủ, vừa ý mình đủ. Vừa ý mình thì mình mới dừng. Thế thì làm sơn dầu có những trải qua những cái tâm thế như thế không? Quá trình mà anh vẽ, đấy là một cái quá trình mà anh trải cái cảm xúc của anh ra. Anh trải cái trạng thái của anh ra. Và chính vì điều đấy cho nên là nhiều khi mà chúng ta nó gọi là bon theo một cái nhịp nào đấy, mà nếu mà quá có khi lại đi vượt qua cái đẹp. Liền lúc tôi vẽ nhiều cái tranh cùng một lúc, có thể 5 cái, 10 cái, thì tôi chán cái này tôi lại chuyển sang cái khác. Và khi chuyển sang cái khác tức là mình đã chuyển trạng thái rồi. Bởi vì nhiều cái như khi mình làm một cái tranh quá lâu, nhiều khi nó bị trơ lì và cái cảm xúc bây giờ, và thậm chí mình không biết là mình đang làm gì nữa. Có những lúc mình bị giống như là một cái máy, nó bị treo máy. Và cái đấy nó là cái đấy. Mà nó bị đơ ra. Và lúc bây giờ mình không biết nhìn xấu đẹp thế nào nữa. Bởi vì sao? Cái xấu đẹp nó chỉ rất mỏng manh, rất mong manh. Thì bởi vì khi vẽ một cái tranh càng lâu thì càng khó. Ở chỗ là
cái cảm xúc anh phải nuôi được, anh phải nuôi được cái sự sung mãn ở trong mà anh định vẽ, hoặc là một cái tình cảm mà anh định vẽ. Rất nhiều người là vẽ đến một độ nào đấy, anh cầu toàn, anh làm cho một cái gì nó khéo quá, cuối cùng nó trở thành mất cảm xúc, nó mất cảm xúc đi. Vậy thì cái cảm xúc ấy chính giữ là cái tính cá nhân của mình, vâng, cái hành động của mình, cái thao tác của mình mà tạo ra được cái sự rung động thông qua ngôn ngữ của hội họa. Vậy thì cái dừng là như thế nào đối với mỗi người? Cái kỹ năng dừng như nào với mỗi người? Đấy là một điều mà mình cho là rất khó trong một họa sĩ. Thực ra cái dừng là cái khó, một trong số những cái khó nhất trong sáng tạo. Nó phải có một cái trình độ đến độ nào, anh phải có luyện một cái cảm nhận đến độ nào, và anh phải làm việc đến độ nào anh mới có kinh nghiệm để anh biết dừng. Thường là gì, trong quá trình làm việc rất nhiều tác phẩm mình không biết dừng, thậm chí mình có thể là gì, mình chưa tới hoặc là mình quá đi. Nhưng tất cả những cái đấy đều là những bài học rất là quan trọng đối với sự nghiệp sáng tạo. Không phải là gì ai cũng có thể biết được là mình nên dừng ở đâu, dừng đúng lúc. Thì đấy cũng là một cái cách gọi là tu luyện cái cảm nhận, tu luyện cảm xúc và đồng thời tu luyện mắt nhìn. Thì mình mới có thể biết cách được là mình dừng. Chỉ cần một chút thôi thì nó là dừng. Còn một chút nữa chưa tới, một chút nữa là quá. Thế thì cái độ tinh tế nó đến mức độ như thế. Thì đấy nó đòi hỏi phải cái người mà cái gì, có nghề, có cảm nhận và cái gì, thật là tinh thông. Thì cái kết của một người như thế, đó là một tác phẩm hoàn chỉnh. Tôi nghĩ rằng là cái mà dừng đúng lúc ấy cũng là một phần của trình độ cao thấp của một nghệ sĩ. Còn đa số, tôi cho là đa số thôi, đa số mà rất nhiều người làm nghề, tôi xin lỗi là bởi vì mình cũng thất bại nhiều. Mình thất bại nhiều thì đa số là dừng không đúng lúc. Cho nên là hoặc là dừng chưa đến, hoặc là không đúng lúc, cả bản thân mình, cả tôi, cũng có nhiều năm tháng dừng, không biết dừng. Bởi vì sao? Mình làm quá đi. Và cuối cùng là cái tranh của mình tự nhiên là đáng ra đẹp rồi thì mình lại thành xấu. Thì cái chuyện đấy là hoặc chuyện là một chút nữa thì đẹp thì lại không tới. Chỉ có điều là đấy, dần dần đấy. Cái kinh nghiệm sống cộng với tình yêu nó mới tạo ra được một giá trị. Và để cho mách bảo cho mình dừng thế nào cho nó tốt hơn. Em có một cái câu hỏi như thế này, rất là mong các anh chia sẻ. Đấy là một cái kỷ niệm nào đó mà với một cái tác phẩm mà sau một cái quá trình trăn trở sáng tạo mà cuối cùng các anh lại phải dừng lại, mà cái dừng lại đấy nó lại không hoàn thiện, đúng không ạ? Có những cái tác phẩm dở dang đấy mà các anh có thể là làm đi làm lại rất là nhiều. Tôi nói thực là tôi đa số là tôi đa số. Bởi vì là như này, nhưng mà tôi có một cái kinh nghiệm là như này này, mình không bao giờ mình chữa tranh của mình được. Cái gì hỏng tôi xóa, tôi vẽ một cái khác. Cái cảm xúc của mình thường ấy là cái cảm xúc đấy nó là tức thời, chứ còn cái cảm xúc để nuôi được một cái thời gian dài nó là rất khó. Thì cái sự tức thời đấy, anh muốn nuôi được cái thời gian dài, cái cảm xúc dài, thì cái cảm xúc tức thời anh phải có ngay, anh phải đạt được ngay. Nhưng đến khi mà khi vẽ một cái tranh mà nó đã vượt qua cái cảm xúc tức thời rồi, mà nó tự nhiên nó thành xấu rồi, thì đương nhiên là mình phải xóa đi thôi chứ. Mình coi đấy là cái nền, một là mình coi đấy là cái nền và mình làm lại, mình xóa đi, mình làm lại, hoặc là mình đè lên. Thì cái đấy là cái mà tôi thường tôi bị như thế. Thực ra là ai cũng có những cái tác phẩm như thế. Có nghĩa là cái tác phẩm không ra đời. Cái lúc đó mình không còn cảm hứng đâu để mình làm việc nữa. Mình có thể xếp nó vào để mình dành cho một cái tác phẩm khác. Thậm chí nhiều năm sau mình vẫn không có cảm hứng đối với nó. Chuyện là chuyện rất bình thường. Tôi cũng có rất nhiều tranh như thế. Những cái sơn mài cứ phải gấp vào để là nó cứ dở dang như thế. Tức là nó có những cái mà mình quyết định sai ấy. Mình tưởng nó hay thì thành ra nó dở, mà mình tưởng nó dở nó là hay. À tất nhiên. Đấy là cái mà nhiều khi có một cái tranh mình chán quá mình úp lại, thế sau đấy khoảng độ năm mình dở ra mình thấy ôi cái lúc ấy dở hay quá. Đấy thì cái đấy nó cũng là cái mình. Cái đấy nó là minh chứng cho cái việc là thế này. Là cái tâm thế của cái lúc vẽ đó là cái gì? Mình cạn rồi. Nhưng khi mình có một cái tâm thế khác, mình đã thay sang một cái trạng thái khác, mình nhìn lại nó thì mình lại nhìn ở cái tâm thế của ngày hôm nay, nhìn nó. Cho nên là cái gì? Có thể
tự nhiên để thấy nó rất hay. Đấy. Thế thì quay lại, lại sửa hoặc thậm chí là gì hoàn thiện tiếp thì đi tiếp. Có những tác phẩm là họa sĩ làm như thế, nhưng cũng có tác phẩm sẽ không bao giờ được ra đời nữa. Được biết là cái tác phẩm Ánh Trăng của anh là cái tác phẩm mà khép lại cái chuỗi những cái tác phẩm về con người và thiên nhiên. Thì cái tác phẩm đấy là theo Lunet Art được biết là anh Hoàng chưa hoàn thiện. Thì đến lúc anh đóng tác phẩm lại và anh gác lại, thì đến khi mà Lunet Art mới khai thác những tác phẩm của anh, thì lúc đó thì anh mới bắt đầu anh đưa lại. Giai đoạn đó là những cái giai đoạn năm 2000 là vẽ một cái series con người với thiên nhiên. Ví dụ như bức Tình Yêu cũng là như thế, bức Đôi Bạn này cũng là như thế. Và bức Ánh Trăng cũng là cái dòng series như thế. Thế nhưng mà hai bức này có thể hoàn thiện và gì là toát đánh bóng coi như là xong. Còn bức kia là gì mình cứ cảm thấy nó chưa được mà cũng không biết mình sửa cái gì. Mình sửa cái gì mình cũng không nhìn ra là mình sửa cái gì. Thực ra ở quê ấy, là quê ấy, ngay cái đầu làng bao giờ nó là cái nơi mà gì họ có thể là gì ngồi với nhau nói chuyện về mùa màng, nói chuyện về cuộc sống, thậm chí nói chuyện về con cái và những cái khát vọng nông thôn. Thì ở cái cây đa đầu làng họ mang cái bình vôi, bà các bà ăn trầu ấy, thì mỗi người có một cái bình vôi họ để vào trong cái hốc cây. Thế thì tôi thấy cái hình ảnh cái bình vôi nằm trong cái cây đa nó rất là đẹp. Thế thì khi mình vẽ thì mình không vẽ các bà ăn trầu. Bên cái việc là cây đa nó đã già, bên cái việc trầu nó đại diện cho những người già, thì lại mình lại vẽ một cái đôi trẻ con nó chăn trâu buổi chiều nó về. Đúng là quả thực cái bức đấy nó có những cái mà mình cảm thấy nó trùng xuống, cảm xúc nó bị trùng. Khi Lunet Art biết thì lúc đấy tôi mới toát và đánh bóng. 20 năm nó nằm ở trong xưởng và gần như nó không xuất hiện ở đâu cả. Vẽ xong và gì nó gần như hoàn chỉnh nhưng bản thân mình không toát và đánh bóng. Tức là cô gái ngủ trong rừng. Lúc đó trong cái tâm thế ngày hôm đấy, trong tâm thế của cái lúc đó thì mình cảm thấy nó đang thiếu cái gì. Sau một thời gian mình không bẵng đi, giờ ra thì mình cảm thấy lại ổn. Thế và thì ổn thì chính như vừa rồi Tâm nói là nó ổn rồi, ổn rồi thì là toát và đánh bóng. Về sau là em có mời họa sĩ là đưa tác phẩm nó ra trưng bày. Thì họa sĩ mới thấy rằng là ồ, nó đẹp thật đấy. Tức là đến đấy là vừa đủ đấy. Ví dụ như cái tranh mà chưa triển lãm ấy, mình nhìn lúc ban đầu ở xưởng của mình thấy nó bình thường. Nhưng đến một lúc khi mình chuẩn bị triển lãm và mình lắp khung xong mình treo tranh rồi tất cả, mình treo tranh xong thì mình cũng nhiều lúc mình giật mình bảo ơ, nó khác hẳn với ở xưởng của mình. Thì cái tranh nó phải để ra đúng chỗ của nó và cái mà hiệu quả về mặt không gian, ánh sáng để cho nó cũng rất đúng quan trọng. Thế cho nên nhiều khi nghệ sĩ có thể là để tác phẩm của mình ngủ nhiều mà mình cũng không biết là có đẹp hay xấu. Trông tội nghiệp phết. Là cũng thấy nhiều lúc là cũng buồn đấy, cũng buồn. Đấy, chẳng may mà có ai mà rước đi được thì là tốt. Còn nếu mà không rước đi được thì nó giống như là cứ nợ. Canh cánh bên lòng. Thực ra thì phải nói một điều nữa là gì? Lao động nghệ thuật là rất vất vả. Ngay bên Sơn Dầu, ví dụ như anh Tâm, anh vẽ những cái bức tranh to như thế. Cái nội lực khi mà đưa những cái nhát màu lên trên đấy cũng phải rất là mạnh. Chưa nói đến sơn mài, tôi có thể làm những cái đa phần tranh của tôi đều làm khoảng một năm một chiếc. Anh có thợ không? Không có thợ, những người giúp. Không có ai thợ cả, mình làm từ A đến Z. Lao động sơn mài không phải chỉ có lao động nghệ thuật, nó là chân lao động tay. Chân tay nữa. Nó đòi hỏi cái người họa sĩ nó giống như kiểu vạn. Tác phẩm không phải chỉ dựng mà là cái gì để nằm. Nằm xong lại phải dựng lên để nhìn. Riêng cái việc mà cái gì những cái tác phẩm nó, những cái tấm vóc nó hàng mấy chục cân, hàng ngày cứ phải đặt xuống xong lại dựng lên đã là vất vả rồi. Anh nằm xuống, chưa nói đến chưa nói đến là cái gì quá trình tư duy cho nó và cái gì vật vã với nó cả một năm trời. Các cái công đoạn mài cũng đã là rất là khổ, vất vả đấy. Thế thì phải dùng những cái giấy ráp to rồi giấy ráp nhỏ và thậm chí là còn phải cuốn băng dính vào tay để chảy máu để mà mài cho nó khỏi bị xước. Có những cái tranh mình mài chỉ có mài không cái hàng tháng trời, chứ chưa nói đến chuyện là gì vẽ đắp vào. Mọi người xem tranh mọi người rất là thích và mọi người cảm giác đời sống của nghệ sĩ là gì là bay thăng hoa nhàn tản.
Nhưng nghệ sĩ không bao giờ nhàn tản. Nghệ sĩ nếu thực sự làm việc làm thì nghệ sĩ cực kỳ vất vả. Vất vả cả về thể xác lẫn tâm hồn. Có một cái đấy là em được biết các cái chất liệu hội họa của mình, kể cả sơn dầu, kể cả sơn mài thì nó đều rất là độc hại đúng không ạ? Nó có hóa chất và nó có những cái màu mà nó độc đến mức độ là người ta phải cho một cái hình cảnh báo và chất tức là rất nguy hiểm, có thể là bị ung thư da. Ví dụ như là cái màu son, cái màu son trong sơn mài nó rất là đẹp. Khi chúng ta nhìn những tác phẩm ở đây, chúng ta thấy cái son nó rất đẹp. Thì thực ra cái son nó có thủy ngân ở trong đó. Chưa nói đến các cái họa phẩm khác, chưa nói đến ngay cả sơn nó cũng có những cái hóa chất. Có những người bị dị ứng, đấy là bị sơn ăn. Hình như anh cũng bị sơn ăn thì cũng bị lúc mới cũng bị. Thế nhưng mà mình thực hành trên chất liệu đó nên mình không thể tránh được. Mình biết nó rất nhiều cái độc hại nhưng mình vẫn phải quên nó đi. Ngay cái việc là gì, phải có dầu hỏa để rửa bút. Cái dầu hỏa không phải ai cũng có thể là đúng không? Thế rồi là gì, sơn dầu. Vào cái phòng sơn dầu, cảm giác cái mùi sơn dầu, nếu một người mới bước vào ấy, cảm giác cái mùi sơn dầu không chịu. Bọn tôi làm quen rồi, bọn tôi không thấy độc hại nữa. Bọn tôi quên hết cả cái sự độc hại để làm việc. Bọn tôi khi mà làm vẽ thì là không được dùng điều hòa, không được dùng các cái thiết bị, là bởi vì phải để ví dụ như vẽ sơn dầu hay là sơn mài hay gì khu tự nhiên. Mà nó phải để tự nhiên và không khí trời nó thông thoáng thì cái mùi độc hại nó mới bay đi được. Chứ còn nếu như dùng điều hòa nó om lại nó vào da là rất dễ bị ảnh hưởng đến da, ung thư da, tất cả mọi nó sẽ thứ. Ngấm vào cơ thể. Thế cho nên là kể cả trời nóng có thể 40 độ nhưng mà xưởng vẽ có thể là trên cao bao nhiêu nào thì nóng lắm thì nó như là trong cái lò. Không, nhưng mà ông vẫn còn phải ông còn hơn bọn tôi là gì, ông còn có quạt. Nhưng riêng bọn tôi là không được bật. Đúng quạt. Rồi, không được bật. Rắc vàng rắc bạc là gì? Đúng là rồi, là phải mắc quạt. Màn, thậm chí có 40 độ cũng không được bật quạt. Đấy. Thế thì rõ ràng là gì, rất là vất vả. Đấy, thậm chí có khi là làm xong là gì là cảm giác cái miệng nó khô lại. Khi làm cả một ngày buổi chiều tối về là gần như là mệt hoài. Tôi nó có một vấn đề là như này, anh phải luyện tập nó phải thường xuyên. Chứ còn chỉ buông đi khoảng độ một tuần hoặc một tháng thôi xong vẽ quay khởi trở lại. Khởi động lại, ừ. nó lại vụng về, lại trục trặc lại, phải bắt đầu từ đầu. Nó gọi là văn ôn võ luyện. Chứ nếu như anh không rèn luyện thường xuyên thì anh cũng bị cái hứng thú đấy nó bị mất đi. Cho nên nhiều người cứ bảo thôi đợi hứng rồi vẽ. Trong đợi hứng để thế nọ, đợi hứng thế kia, không biết là lúc nào hứng. Trong sơn mài thì tại vì là nó rất mất nhiều thời gian để hoàn thành, để làm một cái tác phẩm. Nếu anh chờ hứng thì anh không bao giờ vẽ được sơn mài. Anh phải nuôi cái hứng đó, nó dài theo cái quá trình làm sơn mài thì mới có thể hoàn thiện được. Bởi vì tác phẩm sơn mài không phải là anh làm thủ công mang tính chất là gì về mặt tay chân không. Mà luôn luôn anh phải gửi cái tâm hồn mình vào trong đấy. Cái hứng đó là cái mà cái gì nó phải thường trực. Nó giống gần như là cái gì trong quá trình làm việc thì nó luôn luôn ở bên mình. Có thể mình ra khỏi xưởng mình hết hứng, nhưng mình bước chân qua cái cửa để bước vào xưởng vẽ thì bắt buộc cái hứng nó phải ở đâu, nó phải trở về. Các anh hàng ngày vẽ, hàng ngày luyện tập, nhưng không phải là lúc nào cũng ra được tác phẩm. Nhưng rõ ràng là những cái chi phí họa phẩm hàng ngày đấy nó cũng rất là tốn kém, chưa kể những cái tác phẩm mà nó hỏng, hủy hoặc là gác lại. Các anh cũng là những cái họa sĩ rất là lớn và những cái tác phẩm của các anh cũng lại cũng không dễ gì mà có nhà sưu tập. Các anh có thể chia sẻ đôi chút những cái khó khăn trong cuộc sống với gia đình này, với công việc, với vấn đề tài chính mà liên quan đến câu chuyện bếp núc của những cái tác phẩm này, những cái trăn trở của cuộc sống thường nhật nó bộn bề như thế. Các anh có chia sẻ đôi chút với lại cộng đồng được không ạ? Cái họa phẩm đó là cái phương tiện của người họa sĩ. Đấy là gồm có sơn dầu, có bút, có ấy thì còn tất nhiên là nó cũng nhiều cái cũng đắt lắm. Thì vấn đề là mình có nhu cầu để mà mình tiêu cái số tiền đấy vào một cái việc gì, có thể là thất bại hoặc là thành công, nhưng ít nhất là mình có một sự đam mê để mình tiêu một cái món tiền đã. Nhưng mà rõ ràng là khi chúng tôi đi học và chúng tôi bắt đầu làm việc về nghệ thuật thì chúng tôi rơi vào cái giai đoạn mà đất nước khó khăn nhất. Thế thì giai đoạn đó chúng tôi vẫn làm việc, nhưng giai đoạn đó chúng tôi có thể làm bằng cách bằng những vật liệu hoặc thậm chí bằng những chất liệu nó phù hợp với hoàn cảnh của mình.
Ví dụ như là vẽ một màu, thậm chí là gì vẽ giấy gió. Vậy thì hoàn cảnh không bao giờ nó bó cái người nghệ sĩ nếu họ muốn làm việc. Họ sẽ tìm cái chất liệu hoặc cái vật liệu phù hợp với cái hoàn cảnh của họ. Nếu họ truyền hết tài năng vào thì dù có chất liệu gì đi chăng nữa thì vẫn là một sự nghiệp lớn. Những ví dụ như là gì với sơn mài thì nó rất là đắt. Sơn mài trong đó nó có vàng thì thực sự là một cái gánh nặng về tài chính không hề nhỏ. Nếu tham đam mê sơn mài mà lại làm những cái sơn mài nó công phu và gì là mà nó lớn thì khủng khiếp về mặt tài chính. Hồi trẻ mình không thể làm được. Hồi trẻ mình chưa bao giờ có dành dụm để mà đủ để làm những cái việc như thế. Vậy thì phải có một cái thời gian để mà tích lũy cho nó, tìm đến với một cái chất liệu nào đấy nó phù hợp. Nhưng hoàn cảnh không cho phép thì đấy cũng là một cái sự thử thách đối với nghệ sĩ. Anh có thể anh đến với những cái chất liệu rẻ hơn, nhưng chất liệu đấy không hề là rẻ nếu nó là kiệt tác. Cho nên là gì, nhìn ở cái thế hệ trước đó, cái thế hệ các cụ ngày xưa, các cụ khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Thế hệ họa sĩ chúng tôi ngày hôm nay rất là sướng. Bản thân họ khó khăn như vậy, nhưng họ có những sự nghiệp lớn mà thậm chí thế hệ trẻ cũng chưa chắc đã có. Vậy thì cái việc thu xếp để có họa phẩm, nó chỉ là một phần của sáng tạo thôi, một phần của công việc thôi, và đồng thời nó một phần của cái sự quyết tâm làm việc của nghệ sĩ. Rất là cảm ơn hai họa sĩ đã có những cái chia sẻ rất là chân tình với lại Lunet Art. Qua cái chương trình trò chuyện cùng nghệ sĩ, chúng ta cũng biết được rằng đằng sau những cái tác phẩm nghệ thuật có giá trị, những người nghệ sĩ của chúng ta rất là trăn trở, rất là khó khăn trong cuộc sống. Không phải chỉ là khó khăn về mặt tài chính, những chuyện đó chưa bao giờ làm cho người nghệ sĩ cản bước được bước chân của người nghệ sĩ. Nhưng những khó khăn về mặt thời gian, những cái sự trăn trở của người nghệ sĩ, những cái sự trau dồi, những cái tư tưởng còn đang dang dở, đó là những cái giá trị nó truyền lại trong mỗi tác phẩm. Ngày hôm nay chúng ta chỉ nhìn thấy một cái tác phẩm đẹp, nhưng mà chúng ta phải biết được rằng là đằng sau đó cái chuyện bếp núc của người nghệ sĩ có rất nhiều những trăn trở, có những cái trau dồi về mặt kỹ năng, kỹ nghệ, cũng giống như là sự dành dụm, sự rèn luyện cho nó mỗi ngày. Và rất là cảm ơn hai nghệ sĩ ngày hôm nay đã đến chương trình. Nghệ thuật không thể là một sản phẩm tiêu dùng, cũng không bao giờ làm ra trong vô thức. Chúng được sáng tạo ra bởi sự tài năng cộng với sự thăng hoa cảm xúc của người nghệ sĩ, cũng để phục vụ cho sự thăng hoa cảm xúc của con người. Nghệ thuật vốn dĩ là đứa con tinh túy từ thời đại. Nó được sinh ra trong một thời khắc lịch sử nhất định, một hoàn cảnh, bối cảnh nhất định, nhưng nó có sự sống bền bỉ, vượt qua thời đại để tồn tại vĩnh viễn. Bởi vậy, tác phẩm nghệ thuật không chỉ đem trong mình giá trị nhân văn, giá trị lịch sử, như những mầm sống được nuôi dưỡng trong bản thể, để những mầm sống đó sản sinh ra những giá trị tương lai. Một nhà giám tuyển nghệ thuật uyên bác không chỉ tìm kiếm, phát hiện, ghi nhận được những giá trị biểu hiện của một tác phẩm, mà còn cảm nhận được, chạm đến được sự rung cảm trong tiềm thức của người nghệ sĩ bằng chính sự nhạy cảm, sự tôi rèn trong nghệ thuật, bằng sự tinh tế trong quan sát, biết lắng nghe sự rung động của người nghệ sĩ trong chính không gian tác phẩm.